Tất cả hành khách nhập cảnh Việt Nam phải khai báo y tế bắt buộc từ 6 giờ sáng ngày mai mùng 7 tháng 3. Đây là yêu cầu được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 chiều nay mùng 6 tháng 3. Theo đó, trước khi nhập cảnh Việt Nam, hành khách có thể lựa chọn khai báo y tế bằng hai hình thức, giấy hoặc điện tử. Việc khai báo y tế điện tử được thực hiện tại website của Cục Y tế Dự phòng, sứckhoetoandan.vn/khai-y-tế. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo cũng bàn về việc huy động cơ sở vật chất của lực lượng công an để phối hợp với quân đội chuẩn bị thêm các điểm cách ly tập trung, trong đó có các cơ sở cách ly cho người nước ngoài. Ban chỉ đạo cũng thống nhất triển khai các đội cơ động quân dân y để kiểm tra, hướng dẫn việc cách ly tại các doanh nghiệp. Bộ Y tế sẽ ban hành hướng dẫn chi tiết với các khách sạn, cơ sở lưu trú được dùng làm nơi cách ly tập trung, cách ly tại doanh nghiệp, nhà máy. Đến thời điểm này, Việt Nam không ghi nhận người nhiễm COVID-19 mới. 68 người nghi nhiễm đang được cách ly, 14.241 người có tiếp xúc gần với người nghi nhiễm và từ vùng dịch trở về được theo dõi sức khỏe.